Kính chào quý vị đang theo dõi 60 giây, chương trình mang đến những thông tin được quan tâm nhất trong ngày. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 3 sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho các nhân viên y tế tuyến quận huyện. Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng 2021 có nhiều thay đổi có lợi cho thí sinh. Tại Mỹ, vaccine COVID-19 được rao bán sôi động ở chợ đen giá hơn 1.000 đô la mỗi liều. Lửa thiêu rụi xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông ở Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Thưa quý vị, chiều nay ngày 24 tháng 3, Bộ Y tế cho biết không có ca mắc COVID-19 nào. Trong ngày có 19 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng số ca khỏi bệnh ở nước ta đến nay lên 2.265 người. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho các nhân viên y tế tại các bệnh viện tuyến quận huyện. Ghi nhận của phóng viên HTV trong sáng nay tại Bệnh viện quận 11, đơn vị y tế đầu tiên tuyến quận huyện tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế thường xuyên phải tiếp xúc với bệnh nhân là những người được ưu tiên tiêm vaccine trong đợt này. Mình nghĩ là mình phải tiêm, vừa bảo vệ sức khỏe mình mà còn chăm để có sức khỏe lo cho bệnh nhân và còn bảo vệ tốt cho gia đình. Những ngày đầu thì số lượng tiêm sẽ ít hơn để mình đảm bảo theo dõi cho sát. Những ngày sau thì do mình đã thành thạo rồi thì cái kế hoạch tiêm sẽ nhiều hơn. Thì trong tuần này thì mỗi ngày tiêm chỉ khoảng 10 nhân viên thôi ạ. Chiến dịch tiêm chủng đợt 1 tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 với mục tiêu 95% nhân viên tham gia chống dịch tại thành phố được tiêm chủng vaccine và phải đảm bảo an toàn hiệu quả. Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC đã tiếp nhận 8.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca. Trước đó, 34 đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng cũng đã trải qua lớp tập huấn nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng vaccine COVID-19. Hôm nay, tỉnh Đồng Tháp cũng bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca cho các nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Tỉnh Đồng Tháp được phân bổ 350 liều vaccine AstraZeneca trong chiến dịch tiêm chủng mở rộng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong ngày đầu tiên, 50 liều vaccine được tiêm cho 50 y bác sĩ điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Nói chung là tinh thần rất là thoải mái, tại vì mình làm trong ngành y thì mình cũng biết được tác dụng của cái vaccine và cái tầm quan trọng của vaccine. Toàn bộ quy trình tiêm chủng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, kiểm soát và giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn. Các trường hợp vừa tiêm chủng đều không có phản ứng. Dự kiến tỉnh Đồng Tháp sẽ đặt mua 800.000 liều vaccine để tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng còn lại, với kinh phí dự kiến khoảng 300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và vận động xã hội hóa. Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết do chậm trễ trong sản xuất vaccine COVID-19 nên việc giao hàng đến tất cả quốc gia sẽ bị chậm lại. Theo kế hoạch điều chỉnh mới, Việt Nam chỉ nhận được 811.200 liều vaccine thay vì 1,37 triệu liều như dự kiến. Số lô vaccine này sẽ về trong 3 tuần tới. Trong một diễn biến liên quan, chương trình Triệu Trái Tim Một Tấm Lòng vaccine vượt qua COVID-19 của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng, hôm nay tiếp tục nhận được những đóng góp quý báu. Đây là lần thứ hai anh Hoàng Như Lâm đến đóng góp cho chương trình Triệu Trái Tim Một Tấm Lòng vaccine vượt qua COVID-19 của HTV. Vừa mới bắt đầu thì anh coi chương trình thực sự là anh đã thấy rồi. Tự chuyển khoản online. Thì hôm nay thì bà xã anh với mấy đứa con, mỗi người đóng góp một ít. Chung tay cùng thành phố và cả nước đẩy lùi dịch bệnh, các đoàn thể cũng đã đến với Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Công đoàn nhà trường cũng lên kế hoạch triển khai quyên góp với tất cả các đoàn viên của công đoàn ủng hộ đóng góp chung tay góp sức cùng với lại Thành phố Hồ Chí Minh quyên góp ủng hộ mua vaccine COVID-19. Các cô là ở nhóm Chủ nhật Tươi Hồng đã hôm nay tập trung ở đây để ủng hộ. Các cô thấy là một cái chương trình rất là nhân văn và rất có ý nghĩa. Sự sẻ chia không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mang tình cảm lớn lao mà người dân thành phố cùng chung tay với cả nước chiến đấu chống đại dịch. Theo thống kê, ở những nước đang phát triển như Việt Nam, cứ 700 trẻ em sinh ra thì có một em bị dị tật bẩm sinh môi hàm ếch. Với dị tật này, các em gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và bị tác động về mặt tâm lý. Operation Smile, tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận, đang tiếp tục thực hiện phẫu thuật miễn phí giúp các em tìm lại nụ cười. Chương trình sẽ phẫu thuật cho các trẻ em bị hở hàm ếch tại các tỉnh miền Nam và miền Trung. Tài trợ trong vòng 3 năm, từ năm 2021 đến năm 2023, kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để quyên góp 100.000 tiếng cười từ khắp mọi miền đất nước. Để từ đó chúng tôi có thể có một khoản kinh phí 1 tỷ đồng
tài trợ cho quỹ Operation Smile, mang lại cho các em một cái cuộc sống và một cái nụ cười trọn vẹn và tươi đẹp hơn. Việc phẫu thuật sẽ được thực hiện miễn phí. Ngoài ra, bệnh nhân sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và ăn ở. Điều trị bé cho đến khi trưởng thành, chúng tôi cũng làm việc với những cái đối tác từ thiện chi trả chi phí mà họ đến điều trị tại bệnh viện Nam Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 32 năm hoạt động tại Việt Nam, Operation Smile đã khám và điều trị cho hơn 60.000 bệnh nhân trên cả nước với mục tiêu tất cả vì nụ cười trẻ thơ Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành dự thảo quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021. Trong đó có một số thay đổi mang tính kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh. Điển hình như thí sinh đã dự thi đủ các bài thi môn thi quy định nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông và không bị kỷ luật hủy kết quả thi, được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông trong kỳ thi năm liền kề tiếp theo. Năm nay, thí sinh có thể lựa chọn đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký trực tuyến trên hệ thống. Sử dụng công nghệ hiện đại để giảm bớt chi phí, giảm bớt thủ tục để rất tiện lợi cho sinh viên và thí sinh. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng dự kiến cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng 3 lần bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, các chuyên gia tư vấn tuyển sinh vẫn còn lo lắng khi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến. Cho nên đối với những mà ở vùng sâu, vùng xa, cái việc kết nối Internet nó chưa được đầy đủ thì chắc chắn là các sở dục đào tạo hoặc là các trường phổ thông cũng phải có tính đến một cái biện pháp là làm thế nào cho các bạn khi điều chỉnh phù hợp với những yêu cầu mà theo quy chế đã đào ra. Tập huấn cho các em chuẩn bị kỹ càng các thông tin để điền vào cho nó đúng. Các em học sinh thường thường là sai các cái dụng là mã tỉnh, mã huyện, rồi mã trường trung học phổ thông, những cái mã ưu tiên, những cái thông tin về ưu tiên. Hiện bản dự thảo quy chế được Bộ Giáo dục Đào tạo đăng lên mạng lấy ý kiến trong vòng một tháng, sau đó mới ban hành quy chế chính thức. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc xác nhận đã có ít nhất 15 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại trại tị nạn của người Rohingya ở Cox's Bazar, miền nam Bangladesh. Ngoài ra còn có 560 người bị thương và 400 người vẫn còn mất tích. Ngọn lửa đã thiêu rụi 10.000 căn lán và khiến ít nhất 45.000 người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Liên Hiệp Quốc đang cố gắng tìm nơi ở tạm cho những người này. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Theo ước tính của Cơ quan Người tị nạn Liên Hiệp Quốc, số người Rohingya đang cư trú tại đây là khoảng 800.000 đến 900.000 người. Do người tị nạn quá đông, chính quyền Bangladesh đã bắt đầu chuyển người tị nạn tới một hòn đảo ở vịnh Bengal, nhưng vẫn còn lo ngại do hòn đảo này dễ bị ngập lụt và thường xuyên bị bão. Cảnh sát Costa Rica vừa thông báo đã triệt phá được một đường dây buôn lậu ma túy khủng. Cảnh sát đã bắt hơn 3 tấn ma túy được giấu trong container đựng trái cây. Cảnh sát cho biết container hàng này có điểm đến là thành phố Rotterdam, Hà Lan, nơi có thể bán gần 3,5 tấn ma túy với giá hàng triệu euro. Trong một chiến dịch truy quét tội phạm ma túy diễn ra hôm 22 tháng 3, chúng tôi đã phát hiện 3.466 kg ma túy được ngụy trang trong một container chở chuối. Đây là đường dây buôn bán ma túy thứ 6 bị phát hiện tại Costa Rica chỉ từ đầu năm đến nay. Tổng số lượng ma túy cảnh sát thu giữ hiện đã trên 6 tấn. Tại Mỹ, thị trường chợ đen vaccine COVID-19 thời gian gần đây sôi động hơn hẳn. Những sản phẩm được rao bán tràn lan như thẻ chứng nhận tiêm vaccine giả hoặc những chế phẩm được quảng cáo là vaccine COVID-19. Hãng an ninh mạng Checkpoint Software ngày 22 tháng 3 cho biết đã phát hiện ra vaccine COVID-19 của hàng loạt công ty từ AstraZeneca đến Johnson & Johnson được rao bán với giá tới $1,000 một liều và ít nhất 20 loại chứng chỉ tiêm chủng với giá $200 trên chợ đen trực tuyến. Đại diện của Checkpoint cho biết hiện chưa thể chắc chắn vaccine được rao bán có phải là hàng thật hay không. Tuy nhiên, từ hình ảnh bao bì cho đến giấy chứng nhận đều giống như thật. Số lượng quảng cáo vaccine trên chợ đen đã tăng 300% trong 3 tháng qua. Các cơ quan chính phủ cảnh báo người dân thận trọng trong việc đăng ảnh chứng chỉ tiêm chủng lên mạng xã hội do việc này có thể khiến họ bị đánh cắp danh tính hoặc là mục tiêu lừa đảo. Bức tranh Game Changer của họa sĩ bí ẩn Banksy đã được bán đấu giá thành công với mức giá kỷ lục gần 17 triệu bảng Anh. Như tin chúng tôi đã đưa, toàn bộ số tiền bán tranh này sẽ được dùng để ủng hộ cơ quan y tế quốc gia Anh. Bức tranh Game Changer đã được đấu giá thành công ở mức 16,75 triệu bảng Anh, tương đương 23,1 triệu đô la Mỹ. Số tiền này sẽ được chuyển cho cơ quan y tế quốc gia Anh. Bức tranh được một người giấu tên mua. Nghệ sĩ nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến Hội chữ thập đỏ Anh.
vì đã cho phép chúng tôi đưa biểu tượng chữ thập đỏ của hội vào sự kiện mang tính nhân đạo cao cả này. Cũng vào hôm qua, nước Anh dành một phút mặc niệm tưởng nhớ 126.000 người tử vong trong đại dịch. Các công trình ở London đêm qua được chiếu dưới ánh sáng màu vàng trong sự kiện kỷ niệm một năm ngày nước này phong tỏa toàn quốc lần đầu tiên. Mặt khác, nước Anh mở chiến dịch tiêm chủng rộng khắp hàng đầu trên thế giới, giúp dấy lên hy vọng kiểm soát được đại dịch. Phương pháp thực dưỡng đang trở nên phổ biến và là sự chọn lựa của nhiều người. Mới đây, Bệnh viện Hayek ở thành phố Beirut đã trở thành bệnh viện đầu tiên ở Liban và trên thế giới chuyên phục vụ các bữa ăn chay cho bệnh nhân. Giám đốc bệnh viện John Hayek cùng các bệnh nhân của ông đã ăn chay trong nhiều năm. Và giờ, ông quyết định đưa thói quen ăn uống thanh đạm này vào bệnh viện. Là một người ăn chay trường, tôi thấy được tác dụng của thói quen ăn uống này. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng ăn thịt và sản phẩm gốc động vật là nguyên nhân chính gây ra các bệnh mãn tính. Nhiều bệnh nhân cũng thích ăn chay. Tôi hy vọng họ có thể tiếp tục áp dụng chế độ ăn uống này sau khi rời bệnh viện. Bệnh viện đã tổ chức các cuộc hội thảo nâng cao nhận thức về sự cần thiết của thói quen ăn chay do chính giám đốc bệnh viện George Hayek khởi xướng vào năm 2014. Những cánh đồng hoa dạ lan hương ngút tầm mắt có thể kéo dài đến hàng chục hecta. Như mỗi năm thì mùa xuân đến, công ty làm vườn Candop của Pháp tổ chức lễ hội hoa. Công chúng được mời đến chiêm ngưỡng và khám phá những cánh đồng đa sắc màu của họ. Từ đầu mùa xuân, những cánh đồng hoa dạ lan hương và tulip nở rộ tại La Pointe de la Torche, một xã thuộc tỉnh Lomer, vùng Finistère, đông nam nước Pháp. Để chiêm ngưỡng chúng, ta có thể lái xe dọc theo những con đường xung quanh hoặc đi trên những chuyến xe lửa nhỏ. Hoa dạ lan hương dễ lên một bảng phối màu đẹp đẽ từ ngày 3 đến ngày 30 tháng 3. Những bông hoa tulip có màu sắc rực rỡ hơn sẽ nở rộ từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4. Tất cả tạo nên một bức tranh khảm toàn hoa. Tuyến đường khám phá vẻ đẹp của hoa dạ lan hương kéo dài hơn 3 giờ vào buổi chiều là đẹp nhất. Đó là một con đường đi bộ dọc theo những cánh đồng hoa, đi một mạch khoảng 5 cây số. Tiếp theo trong chương trình, cao điểm kiểm tra ma túy người tham gia giao thông, mức phạt kịch khung hàng chục triệu đồng. Hai nhóm học sinh cùng trường mâu thuẫn, một nam sinh chém người tử vong. Một xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã bốc cháy vào sáng sớm nay, thiêu rụi nhiều tài sản. Khoảng 3 giờ 20 phút sáng nay, xưởng gỗ ở ấp 3A, xã Vĩnh Lộc A bốc cháy. Người dân xung quanh hô hoán, trình báo với cơ quan chức năng và chữa cháy tại chỗ nhưng không thành do lửa quá lớn. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đã điều động phương tiện và lực lượng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Đến 12 giờ trưa, lửa cơ bản được dập tắt. Ba xe chữa cháy và lính cứu hỏa tiếp tục phun nước vào bên trong xưởng để dập lửa tàn. Đại diện Công an xã Vĩnh Lộc A cho biết, đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ mái tôn của xưởng gỗ bị đổ sập hoàn toàn, nhiều tài sản bị hư hại. Hiện thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Sáng nay, Công an thành phố Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai kiểm tra ma túy với người tham gia giao thông. Qua đó phát hiện một trường hợp dương tính với ma túy với mức xử phạt kịch khung hàng chục triệu đồng. Tại đường số 2, phường Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức, trong khoảng một tiếng, lực lượng chức năng kiểm tra hơn 100 xe tải, xe container, cùng với đó là test nhanh ma túy đối với người điều khiển phương tiện. Một tài xế điều khiển xe container mà không có giấy phép lái xe và kết quả dương tính với ma túy. Với hành vi trên, tài xế này phải chịu mức phạt từ 35 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng cũng hoàn thiện các thủ tục xử phạt, gửi thông tin người vi phạm về nơi cư trú, xử lý theo quy định pháp luật về phòng chống ma túy. Việc áp dụng biện pháp test nhanh ma túy đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông sẽ góp phần chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm bạn học sinh cùng trường dẫn đến ẩu đả, một học sinh đã gây ra án mạng. Hôm nay, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Mai Tiến Thành, 18 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, là học sinh trường Trung học Phổ thông Đắc Ơ để điều tra làm rõ vụ việc. Vào trưa hôm qua 23 tháng 3, Nguyễn Trung Khánh, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông Đắc Ơ, bị nhóm học sinh cùng trường, trong đó có Nguyễn Thành Luân, chặn đường đánh. Khánh về nhà kể lại với cậu là Nguyễn Hữu Hùng. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, Hùng cùng với Khánh, Bùi Văn Nam và Hoàng Thanh Thảo đi tìm Luân để trả thù nhưng không gặp. Trên đường quay về, khi đi ngang qua nhà văn hóa thôn 3,
nhóm của Khánh đã bị Mai Tiến Thành, bạn của Luân, cũng là học sinh trường Đắc Ơ, chặn lại, chém nhiều nhát vào người Bùi Văn Nam, khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Nam đã tử vong tại bệnh viện. Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan. Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông làm một người thiệt mạng trên đường DT743, phường An Phú vào khuya hôm qua. Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 23 tháng 3, ông Nguyễn Văn Sáng, 51 tuổi, quê Thái Bình, chạy xe máy theo hướng từ ngã 6 An Phú về ngã 4 550. Khi đến đối diện bến xe Tân Đông Hiệp thì tông vào đuôi một xe container đang dừng đèn đỏ. Va chạm mạnh làm ông Sáng ngã xuống đường bị thương. Dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng ông Sáng đã không qua khỏi. Được biết ông Sáng là chủ một quán ăn và được cho là có sử dụng rượu bia trước khi gặp tai nạn. Đang lưu thông trên đường, xe tải va chạm hàng loạt phương tiện. Vụ tai nạn xảy ra trưa nay trên địa bàn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, khoảng 12 giờ 20 phút, xe tải do nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Lê Quang Định hướng ra đường Phạm Văn Đồng. Khi đến trước số nhà 448, xe này va chạm với ô tô chạy cùng chiều phía trước. Sau đó, chiếc xe tải lao vào dãy đường, quẹt vào gốc cây, rồi tông thẳng vào chiếc xe máy do một cô gái điều khiển đang dừng bên đường. Cô gái bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại hiện trường, các phương tiện đều hư hỏng. Nhận tin báo, công an quận Bình Thạnh đã có mặt xử lý vụ việc. Một vụ tai nạn liên hoàn giữa ba xe tải và một ô tô đã xảy ra vào 7 giờ sáng nay trên quốc lộ 1. Đoạn cách ngã ba Tân Kỳ Tân Quý quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 m. Vụ va chạm làm các phương tiện bị hư hỏng, đồng thời khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ, kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 1. Đến hơn 9 giờ, hiện trường tai nạn mới được giải quyết xong, các phương tiện được kéo đi nơi khác, giao thông dần ổn định lại. Tin mới nhận, đến chiều nay, Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong. Khoảng 12 giờ trưa nay, xe máy do bà Khmep Eban trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk điều khiển, chở theo bà Herzin Eban và cháu Ichi Eban, 3 tuổi, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, bà Herzin cho xe rẽ trái để sang đường, thì bị xe khách do ông Nguyễn Hữu Kha trú tại thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển lưu thông cùng chiều tông trúng. Cú va chạm đã khiến bà Khmep tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu. Tại hiện trường, xe khách nằm lấn sang phần đường ngược chiều bên trái, trên mặt đường còn hàng dấu vết thắng một đoạn dài. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn dành cho 60 giây sự quan tâm và theo dõi mỗi ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.